Chiều ngày 14 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88/2014/QH13 và nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo báo cáo của đoàn giám sát, sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới được bảo đảm đầy đủ theo đúng lộ trình quy định. Nội dung sách giáo khoa cơ bản đã đáp ứng yêu cầu được đổi mới theo hướng tinh giản, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tuy nhiên, việc thẩm định tiếp thu chỉnh sửa một số sách giáo khoa chưa chặt chẽ, dẫn tới chất lượng chưa bảo đảm, còn nhiều lỗi, nội dung thiếu chính xác, văn phong chưa chuẩn mực ở nhiều sách giáo khoa, nhất là với sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, khoa học tự nhiên lớp 6 và lịch sử lớp 11. Đáng lưu ý, việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cũng có bất cập. Ở một số địa phương, việc lập hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa còn thiếu sót, như Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ rõ là Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Việc lựa chọn nhiều bộ sách giáo khoa tạo ra khó khăn trong khâu đặt hàng, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa trước năm học mới. Sự khác biệt về nội dung, cấu trúc trong mỗi bộ sách gây khó khăn cho việc ra đề thi chung. Học sinh chuyển trường phải mua lại sách giáo khoa, khó tiếp cận kiến thức.